Một ngày trước lễ khai mạc của FIFA U17 World Cup 2023, Hiệp hội bóng đá Indonesia PSSI đã thông báo toàn bộ số vé phát hành cho trận khai mạc giữa chủ nhà U17 Indonesia và U17 Ecuador trên sân vận động Gelora Bung Tomo đã được bán hết. Được biết giá vé cho trận khai mạc cao nhất là 500.000 rupiah Indonesia và rẻ nhất là 200.000 rupiah Indonesia. Dự kiến 45.000 chỗ ngồi trên sân vận động Gelora Bung Tomo tại thành phố Surabaya sẽ được lấp đầy ở trận đấu diễn ra lúc 19 giờ tối mai. Trước đó khoảng 15 phút là lễ khai mạc ngắn gọn của giải đấu. Tại sân vận động Manahan ở Solo, công tác chuẩn bị cũng đã hoàn tất. Hệ thống màn hình LED quảng cáo đã lắp đặt, trong khi hệ thống VAR và các thiết bị phục vụ công nghệ Goal Line cũng đã xuất hiện tại sân vận động này. Manahan là địa điểm chính diễn ra các trận đấu của bảng B, bao gồm U17 Tây Ban Nha, Canada, Mali và Uzbekistan. Tại Bandung, sân vận động Sijalak Harupat cũng đã sẵn sàng, mặc dù mới đây, một số thiết bị tại sân vận động này có bị hư hại bởi mưa gió. Nhưng nó đã được sửa chữa kịp thời. 5 trên 6 trận đấu của bảng D sẽ diễn ra tại sân vận động này, bao gồm các đội tuyển U17 Nhật Bản, Argentina, Ba Lan và Senegal.